Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Thanh Hà và bạn trai Roland nắm tay nhau dạo phố. Ca sĩ Hải Ngoại cùng người yêu vừa có lần đầu ăn Tết ở Việt Nam sau hơn 30 năm từ khi Thanh Hà sang Mỹ định cư. Cặp đôi ăn mặc giản dị với áo sơ mi, quần jean và đeo khẩu trang để phòng COVID-19. Thanh Hà chia sẻ, lên sân khấu cô thích lộng lẫy, gợi cảm nhưng ngoài đời lại chuộng phong cách gọn gàng, năng động. Thanh Hà và bạn trai kém 12 tuổi vừa kết hợp ra mắc ca khúc mang thông điệp gia đình thì đó là nhà nhạc sĩ trẻ Tuno sáng tác, mừng quốc tế phụ nữ 83. Roland đóng vai trò nhà sản xuất âm nhạc của sản phẩm này. Thanh Hà và bạn trai đã gắn bó hơn 10 năm nhưng chưa tổ chức đám cưới. Gần đây họ có ý định cưới xong lại hoãn do sức khỏe của người thân không tốt. Thanh Hà và tình trẻ vừa ngắm cảnh phố xá Sài Gòn vừa ăn kem vỉa hè họ tận hưởng từng phút giây hạnh phúc bên nhau. Giọng ca hải ngoại say đắm khóa môi bạn trai ở một quán cà phê. Fashionista, nhà thiết kế thuận Nguyễn Ông Trầm Thanh Hà khi gặp lại cô sau kỳ nghỉ Tết. MC Trác Thúy miêu diễn áo dài ra uống cà phê với Thanh Hà và những người bạn thân. Sắp tới Trác Thúy miêu sẽ đảm nhiệm vai trò MC trong đêm diễn mừng sinh nhật Thanh Hà vào tối ngày 18 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trác Thúy miêu và Thanh Hà đi dạo, bàn thêm về công việc năm nay giọng ca sợ yêu dự định ra nhiều ca khúc mới thanh hà hát thì đó là nhà ảnh cang kim hương giang